Thưa quý vị, là người gần gũi trực tiếp thực hiện y lệnh của các bác sĩ đối với bệnh nhân, công việc của điều dưỡng khá vất vả cực nhọc, nhất là đối với những điều dưỡng làm việc tại các khoa phòng ngành đặc thù như là nhiễm tâm thần. Chỉ khi trực tiếp chứng kiến các điều dưỡng ở đây làm việc thì mọi người mới thật sự cảm nhận được những áp lực của công việc mà họ phải vượt qua hàng ngày. Với lòng yêu nghề, yêu người, những điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần tỉnh luôn tận tâm tận lực vì người bệnh. Trung bình mỗi tháng, khoa điều trị nội trú nữ Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận từ 45 đến 50 bệnh nhân. Cao điểm có khi lên đến 70 bệnh nhân, nhưng khoa chỉ có 7 điều dưỡng. Nếu như người mắc các bệnh thông thường vẫn có khả năng tự chăm sóc cho mình, thì với những bệnh nhân tâm thần, điều ấy là rất khó, thậm chí là không thể. Người điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tâm thần không chỉ là đưa cơm, đưa thuốc cho bệnh nhân, mà còn phải chăm bón cho bệnh nhân từng miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh cá nhân cho bệnh nhân, thậm chí còn phải làm bạn để chia sẻ, động viên, dỗ dành bệnh nhân, yên tâm điều trị. Vì yếu tố tâm lý là đặc biệt quan trọng trong chặng đường điều trị bệnh tâm thần. 12 năm gắn bó với nghề, chị Phạm Thị Thúy Đông, điều dưỡng trưởng khoa điều trị nội trú nữ của Bệnh viện Tâm thần tỉnh, đã quá quen thuộc với những công việc trên. Và với chị, nếu không có tình yêu nghề, thì sẽ chẳng có điều dưỡng nào gắn bó lâu dài với công việc đầy vất vả và áp lực này. Có cái sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các anh chị em đồng nghiệp trong khoa. Rồi thứ hai là có cái sự quan tâm của ban lãnh đạo. Vì vậy đó cũng chính là cái động lực mà để chúng tôi vượt qua được những cái khó khăn và tiếp tục gắn bó với lại nghề. Mỗi cái ngành nghề thì đều phải, ai thì cũng phải có cái trách nhiệm đối với cái ngành nghề mình đã lựa chọn. Thì vô lựa chọn cái ngành nghề này thì em cũng thấy là mình phải phấn đấu, phải nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao thôi. Đối với chị Dương Thị Yên, điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Tâm thần tỉnh, thì khó khăn vất vả nhất của đội ngũ y bác sĩ của điều dưỡng không chỉ nằm ở khối lượng công việc hay số lượng người bệnh, mà chính là sự bất hợp tác của bệnh nhân, xuất phát từ việc bệnh nhân bị mất năng lực hành vi. 14 năm gắn bó với công tác chăm sóc người bệnh tâm thần, nên chị Yên không ít lần chứng kiến và thậm chí là nạn nhân của những vụ hành hung gây thương tích của người bệnh. Dẫu vất vả, nguy hiểm như vậy, nhưng chị và các đồng nghiệp chưa bao giờ mảy may từ chối hay sao nhãng trong công việc, mà trái lại còn cố gắng hơn, nỗ lực hơn để người bệnh mau chóng bình phục, hòa nhập với cộng đồng. Gắn bó với nghề thì với những cái bệnh nhân mà các em thường là ngơ ngơ, các em không có làm chủ được bản thân mình. Bệnh nhân họ thường như vậy hết, đối với bệnh nhân tâm thần là họ đánh đập la hét rồi không làm chủ được bản thân, nhiều khi các em cũng không ăn nữa. Với những cái em như vậy thì mình cứ suy nghĩ rằng là các em tuy là lớn, bệnh nhân có chú thì nhiều khi 40-50 tuổi rồi, nhưng các chú lại không làm chủ bản thân mà cứ như đứa trẻ con vậy đó. Nên là gần gũi với bệnh nhân rồi động viên bệnh nhân là bệnh nhân nghe theo cái sự hướng dẫn của mình á, thì tự dưng mình cảm thấy mình gắn bó với nghề nghiệp hơn. Cơ sở mới Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi vào hoạt động vào tháng 6 năm 2016 với quy mô giường bệnh tăng từ 100 lên 150. Nhưng đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng ở đây vẫn chưa tăng nên áp lực công việc rất lớn. Hiện tại, bệnh viện chỉ có 40 điều dưỡng, trong khi đó có đến gần 400 bệnh nhân khám bệnh ngoại trú một ngày và hơn 200 bệnh nhân nội trú. Ở Bệnh viện Tâm thần là có một cái điểm đặc thù riêng. Tại vì cái bệnh nhân tâm thần thường là hay rối loạn hành vi, mất ý thức, nó tấn công cho điều dưỡng, cũng như trong cái chế độ chăm sóc không có tự chăm sóc cho bản thân được. Do đó vấn đề điều dưỡng ở đây là thường xuyên là chăm sóc từ cái uống thuốc cho đến vấn đề cho ăn uống cũng như các cái vệ sinh đó. Và cũng không phải tránh khỏi những cái lúc mà bệnh nhân tấn công thì điều dưỡng cũng phải hỗ trợ, nói chung là hỗ trợ đắc lực cho bác sĩ trong bệnh viện điều trị để mang lại những cái hiệu quả và công tác điều trị để bệnh nhân sớm hòa nhập về cộng đồng. Đến với nghề, thấm thía cái nhọc nhằn của nghề, nhưng trước nay hầu hết các điều dưỡng của Bệnh viện Tâm thần tỉnh vẫn gắn bó với nghề. Người nhiều thì đã hơn 20 năm, người ít nhất cũng 12-13 năm. Và hiện có cả những điều dưỡng rất trẻ, chỉ mới 20-21 tuổi, vẫn dấn thân vào nghề.
Những điều dưỡng ấy đến và ở lại vì trách nhiệm với con đường mà mình đã chọn và vì cả tình người với người.